với lời cầu nguyện và sự hiện diện thân tình của quý Đức Tổng và quý Đức Cha, đoàn con giáo phận Xuân Lâm. Chúng con Đức Cha Phụ Tá, Đức ông Vinh Sơn, cùng với quý cha cố cha quản án và quý cha, cùng với quý chức ban hành giáo, đại diện các giới các đoàn thể, chúng con cũng hân hạnh có sự hiện diện của con cháu ruột thịt, con cháu chắt của Đức Cha hiện diện cùng với quý cha và cộng đoàn từ giáo phận Mẹ Bùi Chu. Hôm nay có sự hiện diện đặc biệt quý khách, những vị khách từ xa có mối thân tình với Đức Cha, cùng với các tác giả, những người chia sẻ cái mong ước nâng cao văn hóa văn học nghệ thuật mà Đức Cha đã khởi xướng cách đây 14 năm. Tất cả chúng con những dịp này lại được cơ hội để chúng con hiểu về ơn Chúa ban cho chúng con qua Đức Cha nhiều hơn. Trước hết chúng con xin dâng tâm tình chúc mừng với 20 năm trong thánh ân giáng mục. Chúng con cứ nhớ lời thánh Phêrô, ngài nói đến vai trò của ngài và của khắp tông đồ là những người chân chiến, và các giám mục tiếp tục trong truyền thống của hội thánh là những người chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Và lời chúc mừng của chúng con mang ý nghĩa của lời sách thánh Chúa nói với vua Salomon: ông không xin những điều bên ngoài hay vật chất trần gian. Và ở đây chúng con chúc mừng Đức Cha về hồng ân, thánh ân, giám mục Chúa ban mà chúng con vừa được cha quả nạt gia kiệm ôn lại những ngày thuở ấy 20 năm về trước, rất là xúc động. Trong tâm tình chúc mừng hôm nay, chúng con lại chuyển sang tâm tình tri ân Chúa và tri ân Đức Cha cố. Chúng con nhận lại được chính sự hiến dâng của Đức Cha cố cho giáo phận. Chúng con nhận lại được gương lành cuộc đời từ tấm bé cho đến nay, mà Đức Cha cố hay nói vui là gần trời xa đất của Đức Cha cố để lại cho chúng con, và đặc biệt là Đức Cha cố để lại cho chúng con về lời cầu nguyện hàng ngày cùng với công trình Đức Mẹ Trung Tâm Núi Cúi mà Đức Cha đang cố gắng thực hiện. Vậy chúng con, đoàn con cái của Xuân Lộc, được cùng với các đấng bậc và cùng với các quý vị, quý khách hôm nay hiện diện, kính chúc mừng và tri ân Đức Cha. Và chúng con xin kính dâng lên Đức Cha những bông hoa thơm này, biểu trưng cho lòng thành, chân thành từ đáy tấm lòng của đoàn con. Chúng con kính xin Đức Cha thương nhận. Mời.